5 loại đất không được phân lô tách thửa theo quy định của luật đất đai và cách xử lý mà để mà chúng ta có thể tách thửa được với cái chi phí ít nhất, thì theo quy định của luật đất đai cũng như luật kinh doanh bất động sản nhà ở mới được thông qua, thì trong đó có rất nhiều loại đất mà đặc biệt là cấm và tạm dừng phân lô tách thửa đối với những loại đô thị loại 1, đô thị loại 2 và đô thị loại 3. Và để mà có thể chúng ta có thể là phân lô, chúng ta có thể tách thửa được, thì cái đất đai của chúng ta nó phải thỏa mãn các điều kiện. Thứ nhất, nó phải có cái sổ đỏ. Thứ hai, nó phải đảm bảo diện tích tách tối thiểu. Và cái thứ ba, nó phải tiếp xúc, tiếp giáp với đường. Và cái thứ tư là cái địa phương đó là phải cho tách thửa, cho phân lô thì chúng ta mới làm được. Tuy nhiên, đó là đối với trường hợp mà là làm theo số lượng nhiều, làm theo số đông. Chứ còn nếu như trong trường hợp mà chúng ta làm theo một số phương pháp khác, hay cái số lượng mà chúng ta tách, chúng ta phân lô, chúng ta làm các mục đích chuyển nhượng khác ấy, với số lượng ít hơn và chúng ta làm theo cách khác ấy, thì chúng ta vẫn có cách để mà chúng ta làm được. Vậy thì hôm nay Hiển sẽ làm cái video này để chia sẻ cái cách làm cho chúng ta mà khi cái đất đai chúng ta mà không thỏa mãn điều kiện, hay là chúng ta không có thể là phân lô tách thửa được. Có rất nhiều loại đất mà chúng ta không có thể phân lô tách thửa được, nhưng trong cái video này mình sẽ chia sẻ 5 cái loại đất mà theo luật đất đai mới thông qua này chúng ta sẽ không được phân lô tách thửa, nhưng vẫn có cách để chúng ta có thể làm được, chúng ta có thể tiến hành mà chúng ta tách được cái sổ đỏ đó ra, nhưng với cái chi phí là ít nhất, chi phí thấp nhất, chứ không phải là cái chi phí nhiều hay là khó khăn như một số đội dịch vụ, một số đội môi giới, một số đội cò người kia đang hướng dẫn anh em. Nếu như đây là lần đầu tiên bạn xem được video này, bạn xem được clip này, thì hãy nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút follow kênh, nhấn hình quả chuông, để lần tới khi mình phát video ra, bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được video này với những thông tin hay nhất, sớm nhất và ý nghĩa nhất. Cái loại đất đầu tiên đó là đất không đủ diện tích tách. Đối với khi mà chúng ta tách mà đất nông nghiệp ở địa phương, nếu như là địa phương đó là xã, thì diện tích tách tối thiểu là phải 1.000 m², còn nếu như thị trấn là 500 m², còn nếu như phường là 300 m². Còn nếu như trong trường hợp mà chúng ta tách và đảm bảo được diện tích tách đó đối với đất nông nghiệp đó nha, thì chúng ta phải làm như thế nào? Bình thường thì nếu như mà diện tích tách mà không đảm bảo mà nó nhỏ hơn diện tích tách tối thiểu, diện tích tối thiểu ví dụ bạn ở xã đi mà bạn có 1.800 m², thì bạn tách ra 1.000 m, nhưng mà cái thửa còn lại nó 800 m² thì bạn cũng không có cách nào để bạn tách được. Tuy nhiên đó là đối với trường hợp tách bình thường, tách mua bán chuyển nhượng. Còn trong trường hợp này thì chúng ta nên làm như thế nào? Chúng ta nên làm tặng cho, có thể là tặng cho con, cha mẹ tặng cho con, hay là con tặng cho cha mẹ, hay là anh em ruột tặng cho nhau, hoặc chồng tặng cho vợ, thì chúng ta vẫn tách được với điều kiện bình thường, chứ không cần là phải thỏa mãn cái diện tích tách tối thiểu. Thì bình thường thì chúng ta nên làm như thế nào? Đầu tiên là chúng ta phải gửi đơn lên xã, lên phường nơi cái thửa đất chúng ta tọa lạc, để chúng ta tách là cái điều kiện tách là bây giờ chúng ta cần chia tài sản cho con, chia tài sản cho vợ, hay là con cái tặng cho cha mẹ. Thì trong trường hợp đó chúng ta luôn luôn tách được. Chưa kể trong trường hợp là nếu như chúng ta làm thừa kế chia tài sản thì bất kỳ chúng ta vẫn tách được, mà không cần phải thỏa mãn diện tích tách tối thiểu đối với đất nông nghiệp. Còn trong trường hợp nếu như chúng ta tách ra mà chúng ta cần lên thổ cư mà cái khu vực đó lại không được lên thổ cư, thì chúng ta vẫn có cách là chúng ta làm đơn gửi lên Ủy ban nhân dân cấp xã phường nơi mà cái thửa đất chúng ta đã làm, nhưng với cái điều kiện là chúng ta chưa có nhà, chưa có cửa, hoặc chưa có đất thổ cư, chưa có đất ở, thì cái địa phương đó người ta sẽ xem xét, người ta sẽ kiểm tra có đúng thông tin hay không, thì người ta sẽ cho chúng ta lên 400 m² thổ cư. 400 m² thổ cư này là lên để chúng ta làm nhà, làm cửa, lên để chúng ta khi mà chúng ta trong cái sổ đỏ chúng ta có thổ cư thì nó có rất nhiều cái lợi. Chúng ta có thể thế chấp vay mượn được tiền của ngân hàng với cái giá trị nó lớn hơn. Cũng như trong trường hợp không may mà chúng ta bị dính quy hoạch thì chúng ta sẽ được đền bù với cái giá cả là cao hơn, cũng như là cái đất đai chúng ta mà chúng ta muốn bán ra thì với cái giá trị lớn hơn. Nhưng cái 400 m² thổ cư này nó không phải là để phục vụ mục đích cho là chúng ta tách thửa, mà chỉ phục vụ lại ví dụ chúng ta có một thửa đất lớn đó, chúng ta lên 400 m² thổ cư để chúng ta làm nhà, khi chúng ta bán chúng ta công chứng chuyển nhượng sang tên là chúng ta làm nguyên cái thửa, nguyên cái sổ đỏ đó, hoặc cái diện tích nó lớn thì chúng ta tách, nhưng mà cái 400 m² này nó sẽ nằm trong một cái thửa nào đó thôi, chứ nó không có thể là 400 m² này chúng ta chia thành 10 thửa, thành 8 thửa hay là thành 4 thửa như một số trường hợp mà anh em đi làm phân lô tách thửa khác. Đây là một trong những cách mà hầu như những anh em đi làm mua bán bất động sản hay những người làm chuyên về địa chính, về bộ
phận một cửa, Thủ tướng Nguyễn Văn Trường hay Văn phòng Đăng ký Đất đai thì người ta sẽ làm một cách này. Tất nhiên cái thời gian thì nó sẽ lâu hơn, nhưng bạn sẽ làm được trong trường hợp mà bạn không thỏa mãn cái diện tích tách tối thiểu, hay là đất đai nhà bạn không có thổ cư mà bạn lại muốn xây được nhà, muốn làm được nhà, và đề phòng trường hợp biết đâu trong thời gian tới cái khu vực mình nó bị dính kế hoạch nhưng nhà mình có thổ cư thì cái giá đền bù cao hơn. Chưa kể là chúng ta có thêm cái suất tái định cư mà những hộ khác, những nhà khác không lên thổ cư thì người ta chỉ được đền bù với giá nông nghiệp mà không được đền bù với giá đất ở và thêm suất tái định cư. Đây là một trong những chi tiết mà bà con anh em chúng ta khi đi mua bán giao dịch bất động sản hay là những người có đất đai thì chúng ta phải để ý kỹ cái điểm này để chúng ta đảm bảo được quyền lợi và chúng ta lấy được cái quyền lợi của mình mà nhiều người không chia sẻ. Và cái thứ hai đó là đất không tiếp xúc tiếp giáp với đường thì theo quy định để mà tách được phân lô tách thửa hay thậm chí lên thổ cư, cái đất đai của chúng ta phải tiếp xúc tiếp giáp với đường tối thiểu là nó phải là 4 mét. Ví dụ trong trường hợp cái đất đai chúng ta nằm trong lòng này đi mà cái đường nó là xung quanh, nó là không tiếp xúc với giáp đường, đường là những cái phần ngoài đây, thì đơn giản thôi là chúng ta liên hệ và chúng ta tìm cách chúng ta mua đất của những hộ bên ngoài liền kề với mình mà là tiếp xúc tiếp giáp với đường. Ví dụ chúng ta mua 4 mét thôi thì không phải là miếng đất chúng ta trong này, thì 4 mét nó tiếp xúc đây thì khi mà nó tiếp xúc tiếp giáp với đường mình thỏa mãn điều kiện. Nhưng mà 4 mét đó thì chúng ta chỉ tách thành một sổ. Với trong trường hợp này nếu chúng ta tách thành 2 sổ chúng ta cần mua 8 mét, hoặc là 3 sổ chúng ta mua 12 mét thì từ cái câu chuyện là 3 sổ là 12 mét này thì có phải là mỗi cái là chúng ta tách ra là 4 mét tiếp xúc với đường là 4 mét và tiếp xúc cái phần còn lại là chúng ta đất trong lòng chúng ta trong phần bên trong không? Đấy là một trong những cách mà giúp cho anh em chúng ta có thể là phân lô, có thể tách thửa, có thể mua bán, có thể chuyển nhượng trong cái trường hợp mà đất đai của chúng ta không tiếp xúc, không tiếp giáp với đường. Đây là cách mà nhiều người đi mua bán bất động sản hay anh em có thể xem các cuốn sổ đỏ trên mạng. Tại sao tự nhiên trong này nó lại có một đống đất lớn mà ngoài này có một cái đường đi ra 4 mét hay 5 mét hay là 6 mét hay 10 mét tùy theo cái khu vực đất ở nhà và tùy theo cái mục đích của cái chủ đất như nào. Hay người ta còn gọi cái thế đất đó là hình lá cờ nằm bên trong, còn cái, đây là cái cột cờ tiếp xúc tiếp giáp với đường. Và cái thứ ba đó là đất mà hết thời hạn sử dụng. Theo quy định thì đất hết thời hạn sử dụng thì chúng ta cũng không có thể được tách thửa hay là chúng ta chuyển lên mục lên thổ cư từ đất nông nghiệp lên đất ở đất thổ cư. Nhưng trong trường hợp này thì cực kỳ đơn giản thôi, đó là người dân chúng ta chỉ cần cầm cái giấy tờ tùy thân của mình, đó là căn cước công dân hay là chứng minh nhân dân, hộ khẩu và một số giấy tờ tùy thân khác của cái người đứng tên trên cái trang một, cái mặt trước của sổ đỏ đó, cầm lên bộ phận một cửa để chúng ta gia hạn cái thời hạn sử dụng đất. Chúng ta chỉ phải gia hạn đó đối với đất nông nghiệp. Đất nông nghiệp thì có như là đất là 20 năm, thời hạn sử dụng là 20 năm, 30 năm hoặc 50 năm. Thì khi chúng ta đi gia hạn ấy, chúng ta tự đi gia hạn thì chúng ta sẽ không mất tiền, chúng ta sẽ không tốn tiền. Còn tất nhiên trong trường hợp anh em mà nhờ người khác đi gia hạn thì anh em phải tốn tiền, anh em phải mất tiền không? Và có nhiều nơi thì chúng ta gia hạn, chúng ta lấy trong ngày, hoặc có những nơi khác thì người ta hẹn ngày hôm sau hoặc một tuần chúng ta quay lại chúng ta lấy. Khi chúng ta lấy cái sổ được gia hạn về thì chúng ta thỏa mãn cái điều kiện để chúng ta có thể là tách thửa theo cái diện tích mà chúng ta mong muốn. Và cái đất thứ tư đó là đất tranh chấp. Đây là một trong những loại đất mà nhiều người gặp phải, nhưng chúng ta lại không chú ý là gì, trong cái sổ đỏ đó có thể là chúng ta có nhiều thửa nhưng mà tranh chấp đối với cái hộ liền kề hay cái hộ xung quanh ấy, thì đó có thể là cái thửa ngoài cùng. Thì những cái thửa ví dụ là cái hộ ngoài cùng là nằm phía bên này mà chúng ta có 3 thửa đi, thì cái thửa đầu tiên này giáp với hộ liền kề này là thửa này mới tranh chấp thôi, còn những cái thửa còn lại này thì lại không có vướng gì, không tranh chấp, thì chúng ta vẫn có thể tiến hành tách sổ đỏ đối với những cái thửa còn lại. Đây chính là lý do mà tại sao khi người ta có quỹ đất lớn người ta thường tách thửa ra để đảm bảo trong trường hợp không may mà nó có tranh chấp hay là có kiện tụng hay bị kê biên thi hành án đối với những người khác thì nó chỉ liên đới đến cái thửa đất đó thôi, mặc dù nó chung một cuốn sổ đỏ các bạn, mặc dù nó là chung một cuốn sổ đỏ. Chúng ta có thể là một cuốn sổ đỏ nó có thể có rất nhiều thửa, có 5 thửa, 10 thửa, thậm chí có những cái sổ đỏ là 20 thửa, nhưng không phải cái thửa nào nó cũng tranh chấp. Đấy chính là lý do mà khi chúng ta đi mua bán, chúng ta đi giao dịch, chúng ta đi chuyển nhượng hay chúng ta đi làm các thủ tục liên quan đến đất đai, liên quan đến pháp lý thì chúng ta biết là cái đất đai đó nó tranh chấp là tranh chấp cái thửa nào với ai thì chúng ta không đụng cái đó, để cái phần đó liên quan đến tranh chấp. Còn những cái phần còn lại, cái thửa còn lại nó không có tranh chấp thì chúng ta vẫn tiến hành tách thửa, tiến hành làm các thủ tục chuyển đổi lên đất ở, đất thổ cư hay là mua bán hay là chuyển nhượng bình thường như bao cái loại đất đai khác.
Và cái loại thứ năm đó là đất đang thế chấp ở ngân hàng. Đây là một trong những cái bài toán mà khó xử lý, nhưng tất cả mọi thứ nó đều có cách. Nếu như trong trường hợp mà đất đai chúng ta đang thế chấp ngân hàng thì chúng ta có thể làm cách nào? Chúng ta có thể là thế chấp thay thế bằng một loại tài sản khác tương đương hoặc lớn hơn. Đối với ngân hàng thì người ta là cho vay là lấy lãi thôi, chứ không phải là ai muốn lấy đất đâu. Nên khi mà chúng ta có một tài sản khác lớn hơn chúng ta thế chấp vào, thì chúng ta sẽ rút được cái cuốn sổ đỏ đó ra và chúng tôi tiến hành có thể là phân lô tách thửa hay làm chuyển nhượng hay làm những công việc mà liên quan đến cái đất đai của chúng ta. Chính vì cái lý do đó mà khi có luật kinh doanh bất động sản và nhà ở rồi cái luật đất đai thông qua vào tháng 1 năm 2024 và áp dụng ngày 1 tháng 1 năm 2025, cũng như là cái bảng giá đất sẽ được áp dụng vào ngày 1 tháng 1 năm 2026, là cái câu chuyện là chúng ta phân lô tách thửa, câu chuyện là chúng ta chuyển đổi mục đích từ đất nông nghiệp lên đất ở, đất thổ cư, nó có rất nhiều lợi ích trong đó, cũng như là cái câu chuyện là cái điều kiện và thỏa mãn điều kiện, cũng như là chúng ta cần những thứ khác nữa để chúng ta có thể làm được, chúng ta có thể chuyển nhượng được, chúng ta có thể mua bán được, chúng ta có thể tách thửa được. Đó chính là lý do mà chúng ta phải biết cách nào mà để chúng ta làm được và với cái chi phí mà nó thấp nhất. Bình thường mà nếu như chúng ta chỉ bán, mua bán, chuyển nhượng hay là phân lô tách thửa bình thường để thỏa mãn điều kiện thì đó là điều kiện chung rồi. Còn tất nhiên trong đó có những trường hợp, ví dụ là chúng ta có mối quan hệ ruột thịt, cha mẹ chia tài sản hay là làm tặng cho con cái, hay là con cái làm chia tài sản tặng cho cha mẹ, hay là chúng ta chia quyền thừa kế khi mà cha mẹ hay là một người nào đó qua đời đi, thì nó không tuân theo những cái quy định này mà nó lại theo một cái quy định khác, hay là có một cách làm khác tùy theo là chúng ta có mối quan hệ như thế nào và chúng ta có biết cách, chúng ta có biết đường đi hay không. Cái đường đi chính thống, đường đi chính ngạch là nó theo quy định là như thế. Nhưng ngoài ra có những trường hợp ngoại lệ, đó là chia tài sản, làm thừa kế, làm tặng cho, thì nó không cần phải thỏa mãn những cái điều kiện cho cái việc là phân lô tách thửa hay là chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp lên đất ở thổ cư, cũng như là tại sao người ta lại làm tặng cho, tại sao người ta làm thừa kế, tại sao người ta lại làm di chúc. Bởi vì nó có những lý do khác nó liên quan. Khi mà chúng ta biết được điều này thì chúng ta có thể làm được cái cuốn sổ đỏ nhà mình mà chúng ta không bị lừa đảo, không bị mất tiền,